Nhóm nhạc ngừng hoạt động nhưng vẫn làm netizen nhung nhớ, SNSD hứa tái hợp nhưng im lìm, suốt 3 năm, tân binh comeback đúng một lần rồi toang gây tiếc nuối. Đối với fan pop, không điều gì buồn bằng việc thấy nhóm nhạc mình yêu thích tuyên bố tan rã hoặc ngừng hoạt động lâu dài. Họ luôn khao khát được thấy thần tượng cùng đứng trên sân khấu, nhưng thực tế cho thấy lần cuối cùng những nhóm nhạc này, quảng bá đã diễn ra từ rất lâu về trước. Mới đây, một số cư dân mạng đã liệt kê ra những nhóm nhạc gây thương nhớ, nhất vì đã dừng hoạt động. Trong số đó, có những nhóm đã chính thức tan rã, nhóm lại có thành viên rứt áo ra đi, nhưng đến giờ công ty vẫn chưa chính thức lên tiếng về tình trạng hoạt động của họ. Ra mắt vào tháng 8 năm 2017, ca khúc Holiday là sản phẩm đánh dấu 10 năm hoạt động của SNSD. Thế nhưng tính đến thời điểm này thì đây cũng là lần quảng bá cuối cùng của 8 cô gái dưới tư cách là một nhóm, bởi sau đó Tiffany, Sojung và Seo Hyun đã rời SM Entertainment. Holiday MV SNSD. Dù rời công ty nhưng 3 thành viên vẫn tuyên bố họ là một phần của SNSD và hứa rằng cả nhóm sẽ tái hợp vào một ngày không xa. Tháng 9 năm 2018, 5 người còn ở lại SM đã lập sub unit mang tên SNSDO, GG và phát hành ca khúc Lưu, Touch. Kể từ đó đến giờ SNSD chưa comeback, lời hứa tái hợp năm nào cũng chưa biết bao giờ sẽ thành hiện thực. MV Lưu Touch SNSDO, GG. Năm 2019, Han Yi và Dung Hoa rời Banana Culture, và hiện tại không thành viên nào còn là nghệ sĩ của công ty này. Lần comeback cuối cùng của EXIT tại Hàn Quốc diễn ra vào tháng 5 năm 2019 qua ca khúc Me và Yêu. Một MV Me và Yêu EXIT một ngoài ra họ còn phát hành single tiếng Nhật mang tên Bad Girl For You vào tháng 12 cùng năm và đây cũng là hoạt động quảng bá mới nhất của nhóm. Dù vậy, 5 cô gái vẫn tuyên bố họ là thành viên của EXIT và nhóm không tan rã. MV Bad Girl For You EXID Epic lần đầu chính làng, đội hình 4 người qua ca khúc 4 Once 2015, nhưng đây cũng là lần comeback cuối cùng của họ. Tuy nhiên ít người biết rằng, thực ra nhóm còn phát hành một bài hát khác mang tên On My, vào tháng 7 năm 2016. Nhưng vì On My, nằm trong khuôn khổ dự án Station của SM nên ca khúc không được quảng bá chính thức, nhóm tiếp tục lâm vào tình trạng đóng băng, các thành viên tập trung vào hoạt động solo. MV On My Epic Tháng 10 năm 2019, Amber, Luna và Victoria đã rời SM Entertainment vì hợp đồng hết hạn. Dù SM không lên tiếng về tương lai của FX nhưng nhiều người cho rằng nhóm đã tan rã không chính thức. Orange Caramel từng được đánh giá là một trong những nhóm nhỏ xuất sắc hàng đầu pop, thậm chí còn nổi tiếng hơn nhóm gốc của họ là After School nhờ concept độc đáo. Họ sở hữu hàng loạt bản hit, nhưng đáng tiếc là màn comeback cuối cùng của nhóm đã diễn ra từ tháng 8 năm 2014 qua ca khúc Mika Picard. MV Mika Picard Orange Caramel. Hiện tại, Nana là thành viên duy nhất của Orange Caramel còn ở lại Pleiades Entertainment. Nhiều người cho rằng sub unit này cũng lâm vào tình trạng tan rã không chính thức giống như After School, nhóm nhạc gốc của họ. Tháng 11 năm 2016, các pop chấn động trước thông tin hai nam một chính thức tan rã, dù trước đó IG từng hứa sẽ để nhóm comeback với đội hình 3 người sau sự rời đi của Minji. Dù tan rã đột ngột, nhưng hai nam một vẫn kịp gửi đến fan lời chào tạm biệt qua ca khúc mang tên Goodbye, phát hành vào tháng 1 năm 2017. Đáng tiếc là bài hát cuối cùng của hai nam một lại không được quảng bá. MV Goodbye hai nam một Misa từng trở lại vô cùng thành công với ca khúc Only You vào tháng 4 năm 2015, thậm chí còn đạt cả danh hiệu Perfect On Cue danh giá với bài hát này. Đáng tiếc đây lại là lần quảng bá cuối cùng trong sự nghiệp của nhóm. Only You, MV Misa. Năm 2016, rìa rời Misa, Zuzip thông báo Misa tiếp tục hoạt động với 3 thành viên còn lại nhưng nhóm đóng băng, cho tới lúc chính thức tan rã vào tháng 12 năm 2017. History có một khởi đầu đầy tiềm năng khi là đàn em cùng công ty của IU, tuy nhiên quá trình hoạt động của họ lại vô cùng lận đận. Nhóm debut vào tháng 4 năm 2013, nhưng lần cuối cùng xuất hiện trên sân khấu lại là tháng 4 năm 2014 qua ca khúc Queen. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2017 History mới chính thức tan rã trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. History MV Queen, sau khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động vì vụ kiện với tiến sĩ Entertainment, danh tiếng của BAP không còn được như xưa. Lần quảng bá cuối cùng ở Hàn Quốc của nhóm là với ca khúc Hands Up, diễn ra vào tháng 12 năm 2017. Sản phẩm cuối cùng của BAP tại Nhật Bản chính là phiên bản tiếng Nhật của bài hát trên, phát hành tháng 2 năm 2018. BAP MV Hands Up, tới tháng 2 năm 2019, không thành viên BAP nào còn ở lại tiến sĩ Entertainment. Dù họ tuyên bố không tan rã nhưng khả năng 6 thành viên tái hợp là rất nhỏ. Năm 2017 là thời điểm đánh dấu SeaStar tròn 7 năm hoạt động, thế nhưng đây cũng là lúc họ đi đến quyết định tan rã.
Trước khi Đường Ai Nấy đi vào tháng 5 năm 2017, các cô gái đã phát hành ca khúc Lăn Ly như một món quà tạm biệt người hâm mộ. Lăn Ly MVSESTAZ. Stellar nổi tiếng với concept sexy quá đà, tuy nhiên sau này công chúng mới biết rằng, hóa ra cả nhóm bị ép theo đuổi hình tượng này. Tháng 6 năm 2017, Stellar phát hành ca khúc Arcanger Sub The Sephiroth, và đây cũng là lần quảng bá cuối cùng của họ. Stellar MV Arcanger Sub The Sephiroth. Sau khi concert Interstellar, Time Travel Through 6 Years kết thúc, Gazang và Zion Zan không tái ký hợp đồng với công ty The Entertainment Pascal, và quyết định rời nhóm. Chỉ sau đó vài ngày, thành viên Zhang Huynh được xác nhận sẽ thế chỗ những người vừa ra đi trong Stellar. Zhang Huynh và So Zhang từng xuất hiện trong phần preview của show Sống Còn Miss Night do IG tổ chức, nhưng họ đã không vượt qua vòng thử giọng. Đầu năm 2018, Min Hee cùng Hyo Eun nối gót Gazang và Zion Zan rời nhóm, kết quả là Stellar chính thức tan rã. Block B chưa chính thức tan rã, nhưng đã rất lâu rồi nhóm không cơm bách kể từ ca khúc gần nhất là Don't Leave, tháng 1 năm 2018. Zico rời công ty quản lý vào tháng 11 cùng năm để lập công ty riêng, nhưng anh vẫn là thành viên của Block B. Dù vậy, họ chưa thể hoạt động trở lại vì một số thành viên hiện đang nhập ngũ. Don't Leave MV Block B. Lần cuối cùng Girls Day cùng đứng trên sân khấu là tháng 3 năm 2017 qua ca khúc I Be Yours. Sau đó các cô gái lần lượt rời công ty quản lý Dream T Entertainment. Sojin thì ký với Noon Company, Yula và Hyeri lần lượt với Awesome N và Creative Group Inc. để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Ai bè do xem V Girls Day. Dù Girls Day khẳng định không tan rã nhưng việc các thành viên lần lượt chuyển hướng và đầu quân cho các công ty khác nhau thì xem ra lời hứa tái hợp trong tương lai khó mà thực hiện. Speed là boy group tách ra từ nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ có S-School, debut vào năm 2013. Dù có danh tiếng từ nhóm cũ nhưng trong quá trình hoạt động họ lại thay đổi thành viên nhiều lần khiến đội nhận diện suy giảm. Tháng 6 năm 2015, Speed comeback lần cuối cùng qua ca khúc What U. Họ chính thức tan rã vào tháng 11 cùng năm. Speed What U MV. Teara hoạt động với đội hình 4 người kể từ tháng 5 năm 2017 sau khi Boreum và Soeun hết hạn hợp đồng và rời khỏi MBK Entertainment. Đội hình mới của nhóm được giới thiệu qua ca khúc What's My Name, phát hành vào tháng 6 năm 2017. What's My Name? MV Teara. Tuy vậy, đến cuối năm ấy 4 thành viên còn lại cũng dứt áo ra đi, What's My Name? Trở thành ca khúc cuối cùng của Teara cho đến thời điểm hiện tại. Kể từ đó họ tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù vậy Teara khẳng định nhóm không hề tan rã, sẽ có ngày 6 người tái hợp sau khi đã thử sức với các hoạt động solo. Lần cuối cùng boy group đỉnh đám Gen 2 comeback là tháng 2 năm 2019 với ca khúc Clock. Cuối năm đó thành viên lờ rời Winlim Entertainment để chú tâm vào sự nghiệp diễn xuất, thế nhưng anh khẳng định mình vẫn là một phần của Infinite. Hiện tại nhóm đang tạm ngừng hoạt động vì một số thành viên vắng bóng, để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Infinite Club MV. 9 Musers debut với 9 người nhưng sau nhiều lần thay đổi đội hình, nhóm nhạc người mẫu của Club chỉ còn lại đúng. 4 thành viên là Kyungri, Hyemi, Sojin và Kae Eumjo. Tháng 2 năm 2019, 9 Musers tan rã, trong sự tiếc nuối của người hâm mộ sau khi phát hành single cuối cùng là Remember. Remember MV 9 Musers. Flow Miss 9 là nhóm nhạc được thành lập sau show Sống Còn Idol School. Có tiềm năng lớn, fan dòm được mở rộng sau mỗi lần comeback, nhưng không hiểu vì lý do gì mà nhóm đã đóng băng, hoạt động 6 lần tái xuất với ca khúc Full. Vào tháng 6 năm 2019, MV Full, Flow Miss 9. Sau khi Lee Jun và Thunder rời nhóm, MBLAQ chỉ còn lại 3 thành viên. Lần cuối cùng họ trở lại các sân khấu âm nhạc là khi quảng bá ca khúc Mirror vào tháng 6 năm 2015. Dù công ty và MBLAQ không chính thức tuyên bố việc tan rã, nhưng mọi người đều hiểu rằng nhóm sẽ không quay trở lại với hoạt động âm nhạc. Mirror MV MBLAQ. Pristine là trường hợp khiến fan pop vô cùng tiếc nuối vì trong 2 năm hoạt động, họ chỉ comeback đúng một lần với ca khúc We Like vào tháng 8 năm 2017. Sau đó nhóm ngừng hoạt động, cho tới khi chính thức tan rã vào tháng 5 năm 2019. Ở thời điểm đó họ vẫn được coi là tân binh. Cho đến nay vẫn không ai biết chính xác lý do Pristine tan rã, và đây được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất pop. We Like MVPZESTEN. Tháng 2 năm 2016, 4 Minutes phát hành ca khúc Converse. Đang trên đà thành công, thì nhóm đột ngột tuyên bố tan rã vào tháng 6 cùng năm trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Do đó Converse trở thành bài hát cuối cùng trong sự nghiệp của 4 Minutes. Converse 4 Minutes, hoạt động quảng bá cuối cùng của VXX tại Hàn Quốc, diễn ra từ tháng 4 năm 2018 với ca khúc Scientist.
người hâm mộ Nhật Bản có cơ hội gần gũi với nhóm hơn, khi tháng 9 năm 2019 họ vẫn phát hành single Parallel ở xứ sở hoa anh đào. Hiện tại VXX khó có thể cơm bách vì một số thành viên đang nhập ngũ. Sai ứng thích MV VXX, VXX Parallel MV. Đã 4 năm rồi 2PM không tái xuất làng nhạc Hàn Quốc. Sản phẩm gần nhất của nhóm là Promise, Ai Bé đã ra mắt từ tháng 9 năm 2016. Hiện tại các thành viên 2PM đều tập trung vào hoạt động solo, Ta Ách Ơn dù đã rời ship nhưng vẫn khẳng định mình là một phần của nhóm. 2PM Promise Ai Bé MV. Nguồn tham khảo, Kilobyte. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.